Như vậy chỉ đem lại nhiều điều bất lợi cho sư phụ mà thôi. Chi bằng chúng con rời khỏi đây trước vài hôm, nghĩ lại kế sách khác vậy. Như vậy cũng tốt. Nhưng quý thầy phải nhớ, vì sự nghiệp hoằng pháp, ta đã quyết tâm đi Nhật Bản, trước sau vẫn không thay đổi. Con sẽ không trở về nước Nhật dễ như vậy. Ta sẽ đợi, đợi khi quý thầy quay lại. Không nên mất ý chí, nhất định phải có niềm tin. Ba năm sau, thầy Vinh Duệ và thầy Phổ Chiếu đã trở lại Dương Châu sau 3 năm, mùa xuân năm Thiên Bảo thứ 7. Trong 3 năm nay, sư phụ đã dời về chùa Sùng Phúc, tựa như hoàn toàn quên lãng chuyện đi Đông Độ, tuyệt đối không nhắc đến chí nguyện hoằng pháp năm xưa. Quan phủ trông thấy sư phụ, một người già đã 61 tuổi, dáng vẻ mệt mỏi, đúng ra nên nghỉ ngơi sớm, cho nên họ từ từ buông lỏng sự cảnh giác. Chùa Sùng Phúc. Sư phụ à, trông ngài ốm quá. Quý thầy trở lại thật đúng lúc, tôi ngày ngày trông ngóng quý thầy. Tin tưởng vào lần này, nhất định chúng ta sẽ nhận được sự che chở của Đức Thế Tôn, thực hiện tâm nguyện nhiều năm của chúng ta. Sư phụ, sư phụ, đôi mắt của ngài. Ồ, không sao cả. Thưa thầy, con vừa từ Đông Hà trở về, thuyền mới được chế tạo ở đó. Thuyền mới? Số người đi Đông Độ trong lần này bao gồm cả hai thầy, tổng cộng là 35 vị. Những vật phẩm đem theo thì đại để cũng không khác gì lần trước mấy. Dự tính chúng ta nên đi vào tháng 6, chọn một ngày trời quang mây tạnh, chúng ta chia nhau đến Tân Hà rồi lên thuyền. Cách thức xuất phát, mọi việc phải giữ bí mật hơn lần trước, cần phải nhanh chóng. Để tránh tai mắt mọi người, phải dành giật thời gian. Chiếc thuyền mới làm lần này nhỏ hơn một tí so với chiếc trước, và đương nhiên là thô sơ hơn. Khi tôi ở Tân Hà nghiệm thu sơ bộ, con thuyền này chỉ có đỉnh khoang, không có phòng nghỉ, sẽ không dễ thấy, không rùm beng. Đêm khuya ngày 27 tháng 6, chung quanh đen như mực, con thuyền Đông Độ từ Tân Hà bắt đầu khởi hành. Hướng gió khi thì xuôi khi thì ngược, lúc đi lúc dừng. Mới đến hòn đảo Chu Sang thì đã là tháng 9 của mùa thu rồi. Tinh thần của mọi người không yên, trong lòng luôn mong đợi, hy vọng lần này có thể thuận buồm xuôi gió đến được Nhật Bản. Mọi người xem kìa, ngọn núi rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy đất liền rồi. Hình như là không phải. Như vậy sư phụ, đó không phải là núi đâu. Đó là do hơi nước trên biển tụ lại á. Phía trước sắp có mưa to gió lớn rồi. Thuyền trưởng ơi, quay đầu nhanh thôi. Giúp một tay nhanh lên, giúp một tay nhanh lên. Thuyền mình đi tiếp tục như vậy sẽ bị chìm thôi. Hạ cái buồm xuống mà, hạ xuống đi. Rồi, nhanh lên. Hai lần trước bị tai nạn có thể cậy nhờ nương tựa, như lần này ngoài nước biển ra thì cái gì cũng không có. Đúng rồi, đến nỗi một anh trăng cũng không có nữa. Khuôn mặt của thầy tôi nhìn cũng chẳng thấy nữa. Sư phụ, ngài không sao chứ? Không sao. Xem ra Đông Độ lần này vẫn không thể thuận buồm xuôi gió được rồi.
Điều này khiến ta nghĩ đến Nhật Bản ở phía bên kia biển đang trông chờ chúng ta mang về tinh hoa Phật Pháp, và chúng tăng nghiêm trì giới luật, luôn luôn lâm vào hoàn cảnh khốn khó tu tập Phật Pháp chăng? Việc trong thiên hạ rất ít khi một lần mà có thể hoàn thành được. Cho nên mặc dù vô thường có đến, đối với việc này làm là đúng rồi. Sau đó thuyền của chúng tôi trôi dạt đến xa hải. Rắn ở dưới biển, con to con dài hơn 10 thước, con nhỏ dài cũng khoảng 5 thước, màu sắc sặc sỡ hấp dẫn lòng người. Chiếc thuyền trôi vào biển rắn như vậy đã 3 ngày rồi. Cuối cùng mọi người không chịu nổi nữa, bèn vội vàng nhắm mắt lại. 3 ngày tiếp theo sau đó lại đi vào biển phi ngư. Mỗi con cá có màu sắc trắng bạc từ giữa biển nhảy lên. Chúng nó cũng giống như chim vậy, bay lên khỏi mặt nước một đoạn rồi rớt lại xuống biển. Từng con trắng xóa lấp lánh không ngừng, tung lên mặt biển xanh thẳm, phô diễn ánh sắc tuyệt đẹp khác thường. Ê, trên xa chúng đó ra đi, sao nhiều chim quá vậy? Hãy để đi. Đi. Lạ thật, hồi nào giờ chưa gặp chuyện khác thường như vậy. Nói đúng ra không biết ngày mai còn gặp chuyện gì nữa không đây. Khát nước quá. Nước. Ý, trời mưa rồi. Có nước rồi. Trời mưa rồi. Sư phụ. Tốt quá. Sư phụ đến xem, sư phụ à, đến xem nè. Chúng ta cũng được cứu. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Xem kìa, mấy con bạch ngư này cứ mãi đi phía trước chúng ta, giống như đang vẫy tay với chúng ta vậy. Các vị ơi, qua đây xem mau đi. Những con cá cùng đi theo nè. Thật là không thể nghĩ bàn, cả đàn bạch ngư này luôn dẫn đường chúng tôi đến được đất liền. Lần này chúng ta đi trên biển tổng cộng đã 14 ngày mới có thể được nương bờ cập bến. Tính ra thì thời gian lúc này đã là tháng 11 của mùa đông rồi. Chà, chỗ này đẹp tuyệt vời. Chỗ này cuối cùng là chỗ nào vậy? Đang là mùa đông rồi, nhưng những đóa hoa này vẫn còn tươi thắm, lại có bướm bướm lượn bay nữa. Rốt cuộc là mùa gì nhỉ? Là mùa hạ sao? Hay là mùa đông? Nơi đây hoàn toàn đã mê hoặc tôi. Cảnh vật ở đây sinh động dồi dào như vậy mà chẳng có bóng dân cư nào cả, nghĩ ra cũng hơi kỳ lạ thật. Các người lạ. Chào các vị. Các vị sư phụ à, các vị từ đâu đến vậy? Các vị đến đây để làm cái gì? Vị này là sư phụ Giám Chân ở chùa Đại Minh, tỉnh Dương Châu. Chúng tôi muốn từ Đông Độ Dương Châu đi Nhật Bản, nhưng không may gặp phải gió to sóng lớn, trôi dạt đến nơi này. Hả? Trời ơi, các thầy trôi xa đến như vậy hả? Nè, nói nhỏ một chút. Mấy người chúng con đến nơi này là để buôn bán với những người dân ở nơi đây. Các vị sư phụ đã gặp chúng con, thật là vận mệnh tốt. Nếu không thì tánh mạng cũng khó có thể giữ được đó. Tánh mạng khó giữ là muốn ám chỉ cái gì? Người dân ở đây vô cùng hung hãn. Các thầy hãy rời khỏi nơi đây mau đi. Đi nhanh lên đi, nơi này một khắc cũng không được ở lại. Thế thì xin hỏi các vị, nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Hòn đảo này không có tên. Đi ngược về hướng nam có thể đến Trấn Châu. Chúng tôi từ Trấn Châu đến đây mà. Chúng ta đi nhanh lên. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đến Trấn Châu rồi à?
chúng ta cuối cùng lại đi đến cực nam của đại đường. Không được, thông báo mọi người hãy trở lại trên thuyền nhanh lên. Chúng ta phải gấp rút rời khỏi nơi này. Mọi người không nên để lộ ra sơ hở nào hết. Dạ. Dạ. Người cẩn thận, nó cầm dao đó. Dạ. Cẩn thận, mọi người cẩn thận. Dạ. Ngươi làm gì vậy? Cẩn thận kìa. Cẩn thận. Ngươi muốn làm gì hả? Hãy buông đau xuống. Không nên làm như vậy. Sao lại xảy ra như thế này? Muốn làm gì hả? Chắc là không hiểu là chúng ta đâu. Làm sao đây? Xem điều bộ hình như muốn ăn gì đó. Tiền đâu? Nhanh lên. Thức ăn nữa hết, đem ra đây luôn. Của cải đâu? Đem ra. Nhanh lên. Của cải đem ra hết. Bên đây đó. Sư phụ à, cho hắn đi. Lấy một ít trái cây và rau đem lại đây. Dạ sư phụ. Không chỉ mình ngươi đâu, còn phải cho người của nhà ngươi ăn nữa. Dạ. May quá, anh ta chỉ muốn lấy ít thức ăn thôi, không có ác ý gì cả. Hy vọng sẽ không có ai đến đây nữa. Lái thuyền đi Trân Châu. Đi thôi. Vì đi sự thôi. An toàn của mọi người, chúng ta xuất phát thôi. Yên tâm, không có gì trở ngại. Trịnh à, Trịnh à, Trịnh à. Hả? Chẳng lẽ lại đến bắt chúng ta nữa hay sao? Đừng lo lắng, nỗ lực làm những việc mà chúng ta cần làm, không cần chú ý đến việc khác. Đại nhân Phùng Sùng Trái thông phán từ Trấn Châu, nghe tin đại hòa thượng Quang Lâm đã phái chúng tôi đến đây cùng đón. Mời, mời theo chúng tôi. Hạ quan biết đại hòa thượng sắp đến, ra đây nghênh tiếp. Xin hỏi trong số các người có ai họ là Phong Điền không? Không có. Không có. Không có ai hết. Không có. Ý của đại nhân là... À, đại hòa thượng, tối qua hạ quan thấy một giấc mộng. Mộng thấy ông cậu kiếp trước của tôi bây giờ đầu thai trở thành hòa thượng có họ là Phong Điền, muốn đến Trấn Châu thăm tôi. Không ngờ sáng sớm hôm nay lại nhận được bẩm báo chẳng có đại sư giám chân nổi tiếng lẫy lừng đến nước Nam ngoài ngàn dặm của chúng tôi. Tôi thấy giấc mộng đó có lẽ có ít duyên phận chăng? Chỉ là trong chúng tôi hình như không có ai họ là Phong Điền cả. Nếu là như vậy thì để hạ quan mời đại hòa thượng làm cậu nghe. Thế là vốn dĩ hành trình tiến về hướng Bắc đi Nhật Bản, cuối cùng lại phải đến Trấn Châu cực nam của đại đường. Giả lại còn được quan phủ nơi đây cung kính bố trí ở lại trong chùa Đại Dân. Chùa Đại Dân là ngôi chùa nhiều năm qua không tu sửa, điện Phật hầu như bị hoang phế, bên ngoài rách nát quá đỗi, tựa như kiểu sẵn sàng sụp đổ bất kỳ lúc nào. Sư phụ quyết định tiến hành tu sửa chùa Đại Dân, cũng nhân cơ hội này ở tạm Trấn Châu để giảng luật truyền giới. Thấm thoát trôi qua mới đó đã hết một mùa thu đông rồi. Tuy nhiên đây không phải là mục đích cuối cùng của chúng tôi đến Nhật Bản. Nhưng sư phụ đã có nhân duyên như thế thì đem Phật Pháp truyền bá đến tâm tư của con người thuộc mọi tầng lớp, quả thực trong lòng tôi đã lưu lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Một năm sau. Hôm nay thầy khỏe nhiều rồi. Thầy nhìn xem, tôi theo thầy không kịp nữa đó. Hôm nay
bước chân rất là nhẹ nhàng. Đại khái là bởi vì nó muốn liên can đến vấn đề xuất phát lại. Ồ, thì ra việc thầy Vinh Duệ làm rốt cuộc chỉ là khổ nhục kế. Sư phụ không thể thiếu thầy ấy, cho nên mới khởi hành đó chứ. Thầy Vinh Duệ, thầy bị làm sao vậy? Sư phụ vẫn ở lại chùa Đại Vân. Thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Không, không được. Con sợ đợi không kịp. Ngày mai chúng ta phải khởi hành. Thầy Vinh Duệ, sư phụ sắp xếp tất cả rồi, thầy không cần phải lo nữa. Thầy Vinh Duệ, sư phụ đang ở cạnh thầy nè. Cứ nghĩ được mãi mãi theo bên cạnh sư phụ. Nhưng rất tiếc, bây giờ chắc không thể như nguyện. Vinh Duệ, có được đệ tử như con đây, Phật giáo Nhật Bản nhất định sẽ được thiết lập kỷ cương, chân hưng trở lại. Thầy Vinh Duệ, thầy Vinh Duệ, thầy phải cố gắng, phải đợi tới ngày đó. Sư phụ, con xin lỗi. Con... con đi đây. Chùa Khai Nguyên. Tôi tới đại đường đã 18 năm rồi. 8 năm gần đây luôn theo bên sư phụ. Trong lòng luôn luôn có một nghi vấn, muốn hỏi các thầy xem. Không ngờ chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi cũng muốn biết hai thầy có thể muốn đi Nhật Bản không? À, sao tự nhiên thầy lại hỏi như thế? Để tôi trả lời. Đối với việc đi Nhật Bản, hay là bỏ dự tính này đi, tất cả chúng tôi đều nghe theo sư phụ. Còn đối với thầy, tôi nghĩ bất kể sư phụ tính thế nào đi nữa, thì thầy cũng phải trở về Nhật Bản thôi. Sư phụ đã 63 tuổi rồi. 2-3 năm nay, sức khỏe đã không bằng như trước nữa. Nghĩ đến tuổi tác của ngài, còn phải mang theo tấm thân ốm yếu này, lại mạo hiểm với sinh mạng, chịu khổ nạn lưu lạc. Kỳ thật tôi rất đau lòng. Sư phụ. Sao hả? Con muốn được rời khỏi đây. Hiểu rồi. Trước đây đều là Vinh Duệ lo lắng, bây giờ trách nhiệm nặng nề lại đè trên vai thầy. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta rời khỏi đây. Không phải vậy, sư phụ. Con muốn ở đây bái biệt sư phụ. Con đã suy nghĩ thật nhiều rồi. Thầy Vũ Chiếu, con không thể để sư phụ phải chịu cảnh khổ lưu lạc gì nữa. Con gánh vác không nổi. Thời gian qua, trong lòng con đau khổ vô cùng. Phổ Chiêu, tâm ý của thầy tôi đây rất hiểu. Nhưng có một điều mà thầy cần phải ghi nhớ. Bất kể thân ở nơi đâu, tâm nguyện của tôi sang Nhật Bản để truyền giới luật quyết không thay đổi. Sư phụ, tạm biệt sư phụ. Tạm biệt. Sư phụ bảo trọng. Bảo trọng nha. Tạm biệt sư phụ. Bảo trọng. Tạm biệt sư phụ. Bảo trọng. Tạm biệt nha. Sư phụ. À, là Tường Ngạn hả? Sư phụ, ngài sao rồi? Ngài thấy không rõ sao? Ồ,
Thể lực của ta có lúc mơ mơ màng màng. Không sao, không sao. Sư phụ, sư phụ. Bắt đầu từ hôm nay, sư huynh Tường Ngạn trở thành thị giả của sư phụ. Vì sư phụ dẫn đường dẹp lối những sợi dây chắn ngang đường hay nước trũng, tất cả nhờ thầy. Nhưng Tường Ngạn, con mệt rồi à? Con không sao. Chúng ta nghỉ ngơi một chút nha. Sư phụ cũng mệt rồi, muốn ngồi nghỉ một chút. Ồ, các sư huynh, mọi người cùng nghỉ ngơi một tí nha. Tường Ngạn, sức khỏe của con khiến ta lo lắng. Nào, đến đây ta bắt mạch cho. Dạ, sư phụ. Băng qua núi Đại Vũ, chúng ta sẽ ngồi thuyền xuống sông Cán. Đã nghe Phật pháp báo ứng, tướng chúng sanh đời người khó được. Xin hỏi người càng khôn đến, diệu pháp đi hội ngộ nhân quả. Xin hỏi duyên khoảnh khắc trời đất, giữa hai chúng ta bên nhau tự tại. Giác ngộ lập nguyện, duyên khởi bất diệt. Giác ngộ lập nguyện, duyên khởi bất diệt. Giác ngộ lập nguyện, duyên khởi bất diệt. Tường Ngạn, Vinh vừa hay đi rồi, con cũng đi nữa. Còn ta, còn ta vừa già vừa mù. Năm 751 Công Nguyên, thành Dương Châu. Sư phụ à, đợi lát nữa chúng ta sẽ đến chùa Khái Tế. Mời sư phụ vào trong đó nghỉ ngơi trước. Chùa Khai Tế à? Lúc chúng ta bắt đầu dự tính sang Đông Đô, đã ở chùa Khai Tế này chuẩn bị lương thực. Dạ sư phụ. Cảm ơn đại hòa thượng đã vì nước Nhật mà xuất thành. Con từ Đông Hà trở về, chiếc thuyền mới đang làm ở đó. Chư tăng tính ra cả ngàn người, tín đồ, quan sử và bá tánh tấp nập tràn ra đường để đón tiếp sư phụ. Tôi có cảm giác sâu sắc rằng mọi người đều hy vọng sư phụ có thể mãi mãi ở lại Dương Châu này. Ngày 15 tháng 10 năm 753 Công Nguyên, chùa Diên Quang, Dương Châu. Xin hỏi đại nhân, lần này xin gặp sư phụ giám chân có việc gì không ạ? Là có liên quan đến việc sang Đông Độ của đại sư, muốn đến hỏi thăm ý định của đại sư. Đệ tử của chúng con đã từ lâu nghe nói ngài quyết tâm sang Nhật Bản quảng bá Phật pháp. Lúc đó tuy đã trải qua 5 lần thất bại, nhưng chí khí lại càng kiên quyết hơn. Hôm nay chúng tôi đến ý kiến đại sư, đương nhiên là mong muốn đại sư có thể lên thuyền cùng chúng tôi trở về nước Nhật Bản. Chỉ cần ngài chấp thuận, chúng tôi có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Có liên quan đến việc sang Đông Độ của đại sư, trước đây đại sứ từng mong muốn chính thức thỉnh mời.